Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021 và mừng xuân Tân Sửu, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm Canh hùng liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương, dâng hoa có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động nỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước anh linh của người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Tiếp đó, đoàn đã dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với người con của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng và trong công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập của đất nước. Viếng đài tưởng niệm Canh hùng liệt sĩ tỉnh, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh canh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.